Thi đấu trong 3 hiệp thắng 2. Thiếu màu. Má sao không đổi MC cái giải trời. Rồi. Chào mừng cả nhà đến với trận chung kết trong trang phục áo vàng quần đen là nông trường cao su Trần Văn Lưu. Phía xa trong trang phục xanh đỏ đen là phòng bảo vệ thanh tra. 2, 4, 6, 5, 9, 12. Đội nông trường có tiêu Trần Văn Lưu 9, 10, 6, 4, 8, 5. Đội phòng bảo vệ thanh tra vượt qua phòng thanh tra bảo vệ chuẩn bị vượt qua đội gì quên rồi trời biết rồi nhưng mà để phòng thanh tra ăn đội nào quên mất tiêu rồi à anh phòng thì rất nhiều tiếng còn Trần Văn Lưu thì vượt qua nông trường cao su Long Hòa để vào chung kết. Trận chung kết với khá nhiều ai rồi. Bên phía phòng bảo vệ thanh tra là dẫn đầu là Thạch đây và một số vận động viên tuyển công ty cao su tiếng như Tâm cho thanh tra bảo vệ hai là chiều hai đất đất ba ngón đúng không em có hai ngón rưỡi à phát bóng ngoài hai điều hôm nay ngày chủ nhật nha 20 tháng 2 2022 mời anh em đến sân thủ vị giao lưu nha lại phát bóng ngoài bỏ đồ nó luôn à điểm Trần Văn Lưu 4-5 mẹ nghĩ sao mà trắng nổi rụng nổi hàng số 9 phải bợ chứ sao điểm Trần Văn Lưu 5 vừa lâu ơi này hết nhảy hả luôn hả điểm 7-5 ngồi ngoài đó 6 không á đó 6 nãy giờ luôn Bình ơi nãy nhấc túi được nhiêu rồi ha móc túi Trần Văn Lưu 6-7
điểm bảo vệ 8, 6. Mình chưa. Nói là màu. Ê, như Bình Minh vậy á. Điểm Trần Văn Lưu 7, 8. Điểm bảo vệ 9, 7. Điểm bảo vệ 10, 7. Alo. Điểm Trần Văn Lưu 8, 11. Điểm 9, 11. Điểm bảo vệ 12, 9. Điểm 13, 9. Tối chiều của công ty á em ở đó hết thuốc. Tối chiều của công ty ở đó hết thuốc. Điểm bảo vệ 14, 10. Điểm bảo vệ 15, 10. Điểm bảo vệ 16, 10. Điểm 17, 10. Điểm Trần Văn Lưu 11, 17. Điểm Trần Văn Lưu 12, 17.
chúng tôi về 18, 12. Clip luôn hả? Dạ không, quay clip rồi ạ. Điểm Đào Hoa Lưu 13, 18. Điểm Đào Hoa Lưu 14, 18. Điểm sau về 19, 14. Tới chợ bánh xúc rồi. Alo. Alo. Tới chợ bánh xúc chưa? Rồi. Tới chợ bánh xúc, thấy đèn xanh đèn đỏ rẽ phải, chạy khoảng 200 mét. Điểm sau về 20, 14. Rẽ phải rồi sao được anh? Rẽ phải rồi chạy 200 mét. Hỏi người ta sân Cô Hoài là người ta chỉ cho. Sân Hữu Vị á, sân Cô Hoài. Điểm tới về 21, 14. Có chứ, sáng giờ đông lắm rồi. Rồi. Tôi chưa sang. Ồ, cảm ơn. Sang nào ạ? Sang lại lại hả? 15, nó lên đó chắc 21. Không có kẹo quá. Điểm trở về 22, 15. Điểm Cà Văn Tu 16, 22. Điểm Cà Văn Lưu 17, 22. Điểm Cà Văn Lưu 18, 22. Điểm trở về 23, 18. Điểm 25, 18 kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Đội Thanh Tra Bảo Vệ tạm dẫn trước đội Nông Trường Sơn Trần Văn Lưu 1-0.